Ngôi sen này đặc biệt nha cả nhà. Tại chùa sen mà phải có ngôi sen mới được nha. Ờ, có con chim cu gì nó nằm cũng đậu chảnh kìa. Ừ. Quá trời, máy này quay rõ dữ vậy ta. Rồi có cái nào mình xuống dưới luôn không? Xuống tòa sen ra coi luôn không? Rồi bây giờ mình xuất phát mình vô điện mình cái đúng ngang mấy ông thằng thiên binh thằng tướng mình đây. Phải vậy chứ, anh nãy anh có hứa là anh giới thiệu cả nhà, anh phải chặn tình, phải giới thiệu hết trơn cái chùa sen này mới được nha. Mới chịu á. À. Anh mà giới thiệu mà ít ít này không có chịu đâu đó. Ừ. Bây giờ dẫn với anh Thuận sẽ quay cho cả nhà xem những cái cảnh mà ở bà con đang đi đây cả nhà, đông dữ lắm luôn. Quá trời đông rồi. Rồi lại đi anh gái, lại gì đi. Ở trong, ở trong nữa kìa. Vô trong lại đi anh trai. Quá trời chùa đẹp quá anh trai. Đẹp quá. Con đi đông quá trời đông. Anh không lại lại giá gì đi anh. Giá gì đây hả? Chưa quay hoài luôn gì đó, tiếp tục luôn. Chưa? Cái này hết chưa? Hết này mà mình có đi xuống đồ sen với không? Đó. Dạ. Đi đây chồng có gì cái nào coi không? Cảnh này nó là hết rồi phải không? Dẫn. Đứng lại được không? Vô lại được không? Trong đó thì ở trong đây đốt nhang nhiều khói cả nhà, nên chị này sẽ rút ra bớt để cho bớt khói, mọi người sẽ cắm tiếp vào nữa. Nhưng là cái công việc này cũng vất vả đấy, công nghiệp lắm cả nhà, thấy không, bụi khói dữ trời lắm. Con đây thì đang cầu nguyện khấn vái cho gia đình. Quan Âm quá vĩ đại. Con vô lại giấy lại gì đi anh trai ơi.
trước lại luôn anh trai. Giờ cái gì mình giao gì chí máy cho em Dũng mình quay, giờ để mình sẽ dẫn đường cho các bạn dạ, xem anh dẫn đường xem. Đi anh dẫn đường cho mọi người đi nha. Okay. Anh dẫn đường nha, giờ em đi thẳng ngoài luôn. Hello chị, chị là chị lại xong chưa, mọi người đâu chưa rồi? Dạ, chị. Mình đi qua bên họ xem mình. Nhưng mà mình đi một cái này nữa, hồ sen nữa là mình đi về luôn hay sao? Đúng rồi, mình đi về luôn. Vậy là xong luôn hả? Đi xuống dưới vòng cái mình về. Hồ sen dưới đẹp lắm chị, có thấy bảy con rồng luôn. Quá trời. Quá trời đất bảy con rồng luôn mà. Qua qua để con lấy rồi chín con rồng nha, chụp tấm á, lấy liền luôn. Bây giờ vẫn mời cả nhà tham quan xuống hồ sen. Có 7 con rồng nha, dữ dằn lắm. Ủa sao không ngồi đây rồi, không dưới hả? Đây là vợ của Nam Giang nha, hủ tiếu Nam Giang nha. Đó, tham quan cảnh chùa ở dưới tòa sen nha cả nhà. Rồi nhìn nó đẹp lắm chứ. Có đi qua bển luôn hay là sao anh trai? Tại vì anh thì có đi đây cũng 3-4 lần rồi nên anh rành, chứ còn em là thua rồi, em không biết chỗ này là đi lần nào, không biết đường mà giới thiệu luôn á. Có anh đi theo em cũng yên tâm, cũng mừng lắm anh trai ơi. Để nó chơi mà cầm chi. Trời ơi xuống đây mát dữ ta, mát hơn đi tắm nữa trời, hơn đi tắm vô khu du lịch Suối Mơ nữa. Rồi ok, cảm ơn chị. 1, 2 gái đang chụp hình tạo dáng đẹp quá trời ta. Đấy, con này, con cá này này. Ở đây thì quá rộng rãi, thoải mái dữ lắm luôn. Nói chung là gì anh? Cá quá trời luôn kìa. Ủa cá dữ vậy? Cá dữ thằng trời. Con nè, cá con nè, cá con phi con nè, quá trời nè. Con nào con nấy chào bá hả? Hay là cá tư tượng? Đã đến 7 viên ngọc rồng rồi. Bây giờ mình đi vô, dẫn cả nhà đi vô coi cái 7 con rồng này đi anh trai. Cá chép anh trai ơi. Quá trời cá chép bự rồi.
vô xem 7 con rồng. 7 con rồng hả? 7 con rồng. 7 con rồng này làm công phu lắm nha, mà giỡn đâu nha cả nhà. Đẹp dữ lắm luôn á. Hồi đây mình chụp vài tấm hình để dành kỷ niệm nha anh trai. Bây giờ mình đi quýnh, mình quýnh vòng ở ngoài đi rồi cái mình đi vô ha. Đó. Quá trời mát, quá trời rộng luôn. Quá tươi khoe sắc hương thơm, mừng ngày tân hôn, tung tăng áo dài khăn đóng đường quê rộng ràng. Nói chung thì nãy giờ vẫn đi hơi nhanh, hơi lẹ. Cái máy nó hơi rung chút xíu nha, cả nhà thông cảm nha cả nhà. Tại vì đánh nhanh rút gọn. Quá đẹp cả nhà ơi. Anh này vô đây lại sao, vô lại đi. Vô lại cái đi rồi mình chụp mấy tấm hình rồi mình đi ra. Bây giờ vô cúng dường đi anh trai, vô lại cúng dường anh trai. Vô lại đi cúng dường. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Sự như ý cả nhà. Anh Thận thì cũng có chút lòng thành, cũng cúng dường, gọi là lòng kính trọng. Giờ tới vẫn sẽ lại nha cả nhà, cũng muốn tham gia lại giống anh Thận mới được. Thì vẫn cũng kỷ niệm đi ha. Đi. Bà con đây cũng lại đông lắm cả nhà ơi. Chỗ này linh thiêng lắm nha. Mọi người lại đông lắm. Ta chụp cái tấm hình kỷ niệm anh trai. Bây giờ mình tạm thời kết thúc video tại nơi đây. Cảm ơn cả nhà đã xem cuộc hành trình của Dũng với mấy anh em phái đoàn đi du lịch ở núi Bà Đen nha. Lộn. Bên núi gì bên này? Núi Chú Lóc An Giang, bà chú xứ nha, nó lộn xin lỗi. Chào cả nhà nha. Chào. Năm sau mình sẽ quay video đẹp cho các bạn nghe xem. Và nhiều thú gì hơn nữa. Năm sau sẽ hứa đi cáp treo. Rồi cảm ơn anh Thận đã giới thiệu những cái ngôi chùa. Và giới thiệu nhất là ngôi chùa Sen này nè. Nãy giờ anh giới thiệu cũng nhiều đó. Cả nhà nãy giờ coi cũng quá trời luôn nè. Cũng cảm ơn anh Thận đã giới thiệu. Và biết cái gì thì anh Thận giới thiệu cái đó thôi. Cũng không có gì là đặc sắc, anh Thận không có giỏi lắm. Nên cả nhà thông cảm nha. Cảm ơn cả nhà nhiều, chúc cả nhà xem clip vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Nguyễn Hoàng Dũng, Cao Nhật ủng hộ em trai nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye và chào tạm biệt. Chào.